bộ. Đây là chiếc xe động cơ chúng tôi đã thực hiện thao tác, đấy là lắp bộ lên kính xuống kính, sản phẩm 100% cắm tắc. Quý vị nhìn thấy là bốn kính đang ở dưới này. Khi mà mình ra khỏi xe, mình cần bấm khóa cửa cái thì ngay lập tức là kính sẽ đi lên, phòng ngừa việc quên không lên kính, tránh tình trạng nước mưa hoặc là bị rơi muỗi hoặc là những con vật nó sẽ bay vào trong này. Đây là khi lên kính. Ngoài ra trong trường hợp mà chúng ta đang ở ngoài trời nắng và muốn đi lên xe, muốn cho xe thoáng mát thì chúng ta chỉ cần thực hiện thao tác bấm xuống kính. Ví dụ mình thực hiện thao tác bấm xuống kính, chúng ta thực hiện thao tác là mở, khóa, mở. Thì các bạn nhìn thấy là hai kính trước đi xuống trước và hai kính sau đi xuống sau. Rất tuyệt vời đúng không? Ngoài ra thì xe sau khi cài đặt bộ này thì chúng ta có chế độ chống ngột chạy. Bây giờ mình sẽ thử chế độ ngột chạy cho các bạn xem. Chế độ một chạm là mình chỉ cần bấm một chạm lên hoặc một chạm xuống này. Chúng ta quan sát thấy là một chạm lên này, một chạm lên tại cửa này này. Các bạn nhìn nhá. Đấy, một chạm lên. Một chạm ở bên cửa phụ. Về nguyên bản của xe thì chúng ta có một chạm thứ nhất tại cửa lái thôi. Một chạm này. Cửa lái vẫn giữ nguyên chế độ một chạm. Ngoài ra còn cài đặt chế độ chống kẹt cho tất cả các cửa. Ở tất cả các cửa sau cũng vậy. Cửa sau chúng ta cũng thực hiện một chạm. Một chạm xuống. Một chạm bên. Có cả chế độ chống kẹt. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Cửa bên kia cũng vậy. Ngoài ra còn có một chức năng nữa, đấy là chức năng hé kính. Hé kính có thể hé 3 cm. Các bạn nhìn mình ra hé kính này. Mở, khóa. Khóa, mở, khóa. Khóa, mở, khóa. Hé tiếp này. Khóa, mở, khóa. Các bạn nhìn thấy là đã hé rồi. Khóa, mở, khóa. Hé tiếp. Hé để thoáng mát hoặc chúng ta có thể ngủ trong xe, và chúng ta bấm khóa cửa xong chúng ta hé kính xuống thì chúng ta có thể ngủ trong xe. Chúng ta bấm khóa thì kính lại đi lên. Rất tuyệt vời đúng không ạ?